hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về cây chó đẻ răng cưa còn gọi là diệp hạ châu, điều trị bệnh xơ gan cụ trướng, bao gồm công dụng, cách dùng và lưu ý. Công dụng: đã có rất nhiều nghiên cứu y học hiện đại về việc sử dụng cây chó đẻ chữa bệnh về gan, và người ta cũng nhận thấy trong cây chó đẻ có chứa nhiều enzyme và các hoạt chất có tác dụng chữa xơ gan cụ trướng như philatine, hypophilatine, alkaloid hay flavonoid. Những chất này có tác dụng bảo vệ hồi phục tế bào gan khá hiệu quả, nên có thể nói việc dùng cây chó đẻ chữa xơ gan cụ trướng là hoàn toàn có cơ sở. Cách dùng. Bài thuốc 1: cây chó đẻ răng cưa sao khô 100g hoặc 400g tươi, sắc nước 3 lần, trộn chung nước sắc, thêm 150g đường, đun sôi cho tan, chia nhiều lần uống trong ngày. Thuốc rất đắng, cứ một liệu trình kéo dài từ 30 đến 40 ngày. Cách 2: 300g quả dứa dại tươi, tách ra từng múi, đập dập phơi khô. Cây chó đẻ răng cưa diệp hạ châu tươi 300g, cây mã đề tươi 50g, củ tam thất xay thành bột 6g trên một ngày, chia làm 3 lần. Cách dùng: sắc 3 vị thuốc đầu, dứa dại, cây chó đẻ răng cưa, cây mã đề với 2 lít nước, sắc đến khi còn 1/2 lít nước là được. Chia đều số thuốc đó làm 3 phần uống trong ngày, mỗi lần uống 1 phần với 2g bột tam thất, uống 1 thang trên 1 ngày trong vòng 30 ngày. Lưu ý: trường hợp bệnh nhân đi tiểu bình thường thì ngày thứ 3 mất có thể bỏ vị mã đề đi và giảm vị tam thất xuống còn 3g trên ngày. Ngoài việc sử dụng các thảo dược cây chó đẻ để chữa xơ gan cụ trướng thì bạn nên chú ý hơn tới chế độ sinh hoạt lành mạnh như không hút thuốc, hạn chế rượu bia, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để duy trì một lá gan khỏe mạnh. Hiện nay có nhiều người dù không có bệnh tật gì cũng dùng cây chó đẻ uống hàng ngày với hy vọng có tác dụng giải độc gan. Điều này rất nguy hiểm, có thể khiến cho người sử dụng bị xơ gan hoặc teo gan. Nếu như gan, mật khỏe mạnh, không có bệnh mà uống loại thảo dược này sẽ khiến gan và mật phải làm việc nhiều hơn, dễ bị mất cân bằng, tổn thương và sinh ra bệnh. Vì có tính đắng, hàn nên có tác dụng giải nhiệt. Khi người không bị nhiệt vẫn uống thuốc này sẽ khiến cơ thể quá hàn, sinh bệnh mà tật. Những bài thuốc trên cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng, bởi bài thuốc trên có thể hợp hoặc không hợp với bạn. Vì thế nên chắc chắn được sự đồng ý của bác sĩ, bạn mới nên sử dụng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bích cho tri thức nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.